Ờ vậy đó, rất là ngang tàn, hai vợ chồng mày rất là ngang tàn. Em ơi, ra nói chuyện được không cưng? Hả? Hả? What? Không có nghe em nói gì hết á, em nói chuyện được không? Nó rất là vậy đó, nó vậy đó cưng. Thì đậu xe đây nãy giờ hả? À, đậu xe từ chiều. Ok, bây giờ, nhưng bây giờ mà mình em là con của, nhưng mà mình nhà là con này cô chủ, chuyện của cô chủ là chuyện của mình. Okay. Bây giờ có chuyện gì không? Tại sao lại đậu xe ở đây? Bây giờ dọn, bây giờ dọn nhà đi rồi, có dọn phòng xong rồi. Chưa? Có dọn phòng bây xong giờ, chưa? Bây giờ ok. Mình biết chú mà, mình thấy mặt chú quen lắm á. Bây giờ chú là bạn mình á, bạn của bạn mình á. Ừ. Mình cũng quen bà Mona mà. Không, em mà Mona luôn chứ không quen. Mình vậy đó, mình quen Liêm á. Đó, đúng con Liêm. Liêm nhỏ hả? It doesn't matter about gangster whatever it is, ok? Thôi mình nói chuyện về đó. Em mà mình nói chuyện đi cưng. Bây giờ cái phòng nói sao? Chuyện đi. Bây giờ anh dọn đi ra, anh có dọn, anh có clean up lớp phòng chưa? Nó mình không cần biết. Bây đang giờ sao? Gì? Muốn nói chuyện đàng hoàng. Đúng rồi. Ừ, thì nói đi cưng. Tại đang nghe. Mình nói chuyện theo pháp luật. Đang nói chuyện đàng hoàng. No, đang nói chuyện đàng hoàng với em mà. Thì bây giờ làm sao? Tại bây vì giờ cái phòng xong chưa? Đâu coi đây, lên xin. Tại vì á em á đậu đây là chỗ đường chị chạy xe vô, hiểu không? Cho nên là đó sao chị muốn nói chuyện với em là chuyện gì? Sao? Chị thôi. Mình mướn là mướn nguyên một căn nhà. Có đúng không? Không, cưng lúc làm hợp đồng có hợp đồng đàng hoàng. Mướn nhà. Nhưng mà là hợp đồng. Là thì đó, mướn nhà là mình phải có cái đường này của mình chứ, mình nhường chị đó, mình không muốn nói chị đó. Em à, lúc này chị đang muốn chạy xe vô, em nhường thì bây giờ em đi ra chút đi, chị chạy là, vô trong đó xong rồi em vô. Nhà là cái đường này là của tôi. Cái xe đó, cái chỗ đó cũng là của tôi. Không có ai mướn nhà mà cái driveway belong cho họ chứ. Mình chia sẻ nhau chứ. Mướn cái nhà. Mình chia sẻ nhau, đô em làm hợp đồng đàng hoàng. Mỗi người một phòng á, mỗi người một phòng á là ai cũng có quyền sử dụng cái này chứ không có. Dạ, mình phải chia sẻ nhau chứ cưng, sao kỳ vậy? Xem dành hết. Chia sẻ nhau chứ. Mướn nhà đúng không? Chia sẻ nhau. Ủa, tùy vào hợp đồng. Tùy vào hợp đồng cưng, tùy vào hợp đồng. Nếu mà lúc đầu á không đồng ý thì mình không vô. Bây giờ có tránh á, lúc mình không đồng ý thì mình không vô. Bây giờ sư huynh dọn nhà ra chưa? Sư huynh dọn nhà ra xong chưa? Chưa xong đúng không? Thì bây giờ là còn phải clean up nữa đúng không? Khi nếu mà clean up xong hết trơn rồi đó thì tụi này sẽ trả tiền deposit lại, nói chung là như vậy. Rồi nếu mà chưa có clean up xong á thì ủa 15 nói 15 tây ra mà cưng. Đâu mình muốn trả khi nào mình trả. Không đâu, em nói 15 tây ra, 15 tây em ra chứ sao kỳ vậy? Ủa mình nói chuyện nào? Có chứ. Em nói rõ ràng là 15 tây ra. Rồi á, lúc ký hợp đồng em sao em không nói là ồ tôi muốn mướn nguyên cái nhà, tôi không muốn vậy thôi, tôi không đồng ý. Đúng không? Em hiểu chị nói không? Mình chưa bao giờ nói chuyện chị hết. Tại vì em nói là 15 tây dọn ra. Nói xin lỗi chị, mình không biết chị. Đây là chị của mình đó, là con của bà chủ luôn, ok. Bây giờ nói chung là chuyện của gia đình mình á là mình vô nói chung. Tự nhiên giờ em đậu đây em không nói chuyện gì hết, không hiểu. Muốn biết chuyện gì? Ủa, đậu đây có phạm luật không? Không có phạm luật, nhưng mà chị muốn em á là nhường qua nhường lại tại muốn dậu xe vô. Đúng không? Chứ không giờ mình đã nhường. Mình phải chia sẻ nó. Em không có nào, vợ em không hề nói chuyện luôn á. Vợ em chưa bao giờ nó nói chuyện là ồ chị ơi cho em đậu hay gì chứ á. Bên đó ghi nô để đây nè, cái driveway này là gì này. Em biết cái nốt chị còn giữ đó, chị còn chụp hình lại á, biết cái nốt để cái gì không? Em ơi, nhiều khi mình nghe vợ nhiều quá cũng không tốt đâu, vậy chị nói cho em nghe cái nốt chị còn chụp hình. Tôi mướn chỗ này. Chị có chụp hình lại chị để cái nốt cho biết nè. Nô chị dặn cô ấy á là em ơi, sáng thứ bảy giờ sáng chủ nhật chị chạy cái xe tải ra đi làm ơn đừng có đậu chấn cái xe tải thôi. Chị cái đó chị còn chụp hình lại nữa. Cho nên nếu mà em nói như vậy là chị có bằng chứng hết đó, là chị nhưng không bao giờ. Chị mướn nguyên căn nhà. Với một cái nhà này là chị mua. Đâu, mình đâu có biết. Ok. Rồi bây giờ chị cho mướn hết. Lúc làm hợp đồng á cô ấy chịu ở như vậy. Nếu mà từ đầu nói ồ em không thích không thì thôi. Chị cho ba cái phòng đó rồi ho quay nha. Trên báo vẫn còn. Trên báo vẫn còn. Báo là chuyện báo. Còn đến đây coi không thích thì thôi. Hiểu không? Cho mướn cái nhà mà. Trời ơi, thì em không thích thôi. Em nói ồ chị ơi trên báo để gì mà giờ chị làm gì không đúng thì em không lấy. Không có phát kinh đâu. Chị đâu có để đâu. Chị đâu có nói gì đâu. Ngày hôm đó đó là sáng thứ hai á, là sáng chủ nhật tới rồi đó, đã chọn như thế nào thì dạ, cái đó thôi. Lúc đầu mình không chọn thôi, hiểu không? Em hiểu không? Mình bây lớn giờ lại, bây giờ tắt lại, bây giờ làm sao? Bây giờ là when are you gonna move out? Whenever you want. So you still gonna pay rent here? Vẫn trả tiền rent đúng không? Chưa, không có trả tiền rent cưng. Nếu trả có nửa tháng à, xong rồi nó đòi tiền mà chứ nó không có trả nguyên tháng mà sao 15 tây. Nó nói vợ nó nói là 15 tây lấy tiền ra. Nó trả tới 15 tây à, nó không trả tiền cho mình á. Bây giờ nó ở vậy. Tháng này trả chưa? Không. Nó không trả tiền tụi ngươi. Tụi ngươi đừng nói ngang cưng. Mình nói chuyện đàng hoàng nhau đi. Mình nói chuyện đàng hoàng nhau đi cưng.
Đúng rồi. Bây giờ mình nói chuyện cho đàng hoàng xíu hiểu không? Dạ, ừ bây giờ mình nói chuyện cho bây giờ mình nói chuyện cho đàng hoàng xíu. Mẹ của anh á. Mình rất là tình cảm, đúng không? Mẹ của anh nói ngang có mình nói thôi, bây giờ con không nói chuyện nữa. Con sẽ nói theo đúng pháp luật, đúng không? Ok. Bây giờ anh muốn làm gì làm đi. Nếu mà mình làm gì sai á, anh gọi cảnh sát bắt mình, đúng không? Đúng không? Mình đậu đây sai. Nói chung lại đó. No, mình chị chỉ nói là em nhường qua nhường lại, giờ xe cho chị chạy vô thôi chứ chứ không có vụ mà giành nhau. Chưa bao giờ giành. Ngày hôm đó đó. Cái gì bây giờ không có chuyện về đổ xe nữa, bây giờ nói chuyện về cái phần này đúng bây giờ. Rồi. Bây giờ dọn cái ra chưa? Chẳng liên quan bây giờ hết tháng này vẫn còn ở đây đúng không? Mình đang đây. Chưa có trả tiền nhà. Đứng đây. Quyền của mình. Ủa sao kỳ vậy, trả tiền nhà. Nói là trả nhà lại. Nói là trả nhà lại, không trả tiền nhà thì cái tiền deposit bị mất rồi, that's it. Thì bây giờ không trả tiền deposit mình mới không đi. Anh biết luật mà đúng không? Ồ, cái tiền deposit là trong hợp đồng có nói em ơi. Em có nhớ đọc hợp đồng không? Mà bây giờ muốn tiền deposit lại. No. Ê, mình trả tới ngày rồi nha. Vậy tháng này sao? Tháng này trả chưa? Tháng này trả chưa? Vẫn trả rồi. No. Chưa có trả tiền. Nữa. Em ơi lại đâu. Trời ơi là tự nếu mà trả tiền là có receipt đàng hoàng. Trời ơi tôi còn cái checkbook tôi đây nè. Trời ơi bởi vậy rồi, mình xin, mình check mà nói là 15 tay trả nhà. Mà nói là dọn dẹp. Nói là trong hợp đồng nó là không có nuôi chó mẹ. Em biết không, hai con chó rồi, hả rồi. Nó đáy ỉa đầy nhà hết trơn á. Dơ giấy quá, chuyện đó không có kệ được. Mình bỏ mình là con người nhau. Mình nói chuyện nhau đàng hoàng hiểu không. Đừng có nói chỉ là giấy tờ. Có giấy tờ đàng hoàng là không được nuôi chó mèo. Rồi vợ em đồng ý nuôi vô. Nếu mà từ đầu vợ em nói ôi chị ơi tôi muốn mướn nguyên cái nhà, tôi không muốn mướn cái này không đúng. Okay, giờ, thì đừng mướn. Cãi nhau nữa. Không có cãi, chị đang nói chuyện với em rất là đàng hoàng. Chị nói chuyện bình thường với em chứ không có cãi. Tiền deposit lại, đúng không? Mình đưa chìa khóa cho bà, xong. Bây giờ dọn nhà đi. Thì em dọn nhà sạch sẽ cho người chứ. Đúng, trong hợp đồng không có dọn. Chị vô rồi. Nô vô rồi. Em vô rồi. Chó nó ỉa, thối quắc mà đái ỉa tùm lum hết trơn á cưng. Nó cũ, nó bể cửa sổ tùm lum tà la kìa. Thì kêu chị sửa thôi. Trời ơi, tôi gọi hoài rồi, đâu có sửa đâu. Nước chảy luôn kìa, rồi qua đổ bên đây. Thì kêu chị qua sửa, chị ở bên kế bên em mà. Chị bao giờ được nghe đâu. Chưa bao giờ chị được nghe gõ cửa hết trơn á. Thì chị á, ok. Nói cho tại thằng em chị á, nó biết anh em của tôi. Ok, tôi nể thôi. Tôi á, làm việc cho chính phủ tôi. Nãy giờ chưa, nãy giờ chưa ai nói ngang hết trơn á. Nãy giờ ai cũng nói chuyện đàng hoàng với em. Trong vòng ngày mai thôi, CT sẽ xuống, nó làm cái gì. Nãy giờ ai cũng nói chuyện đàng hoàng với em hết trơn á. Mà em mới là nói ngang thôi à. Tại vì á, giống như nói cái vụ đậu xe. Ủa chị nói rõ ràng là sáng thứ bảy sáng chủ nhật thôi. Chưa bao giờ qua nói chị ơi sửa cho em cái kiến. Chị ơi sửa chị, chưa bao giờ nói chứ á. Toàn là nói, giờ tự nhiên giờ mới đặt ra. Giống như là gây lộn nhau đặng đặt ra vậy đó. Đúng vậy. Bà già nói, bà già trả lại cho tôi 1.500 tiền cọc rồi tôi đưa chìa khóa cho. Mẹ chị có nói với em rồi. Là cái nhà clean up không có sạch sẽ. Trong giấy tờ hợp đồng nói. Ủa em nói mà em không cho chị nói. Trong cái hợp đồng á em ký đàng hoàng, em nói là dọn nhà sạch sẽ sẽ trả tiền deposit lại cho em đúng không? Bây giờ nếu mà nhà sạch sẽ thì người ta sẽ trả tiền lại cho em thôi. Không có ai muốn gây với em hết á. Nếu mà nhà dọn đừng chó mèo đừng có ỉa đầy nhà đó là người ta sẽ trả tiền lại cho em thôi. Lại nhảy gì nói chuyện đàng hoàng với em mà, em muốn nói chuyện đàng hoàng mà, chị đâu có gây lộn với em đâu. Bây giờ làm theo tình cảm hay hợp đồng? Đang nói chuyện về tình cảm đó, là em nói là chó mèo giờ dơ nhà em dư dọn sạch sẽ sao? Giờ em dọn sạch sẽ đi cưng rồi chị bây trả tiền lại cho không? Em đúng không, mình dọn sạch sẽ cái đi mình trả lại thôi quê. Đâu ai muốn tiền của em đâu. Ok thôi bây giờ mình đừng nên nói chuyện nữa. Đâu ai muốn tiền của em đâu em. 1.500 nó đâu có phải là một số tiền thợ ấy đâu. Lúc thì tình cảm, lúc thì hợp đồng, cái tào lao quá, mình muốn nói chuyện nữa đâu. Cái luật không biết. Thì bây giờ em cứ việc dọn nhà sạch sẽ theo đúng đi. Bây giờ em dọn cho đi. Em nói là em đi mà, vợ của em nói là tôi đi là không là quyền của tôi. Bây giờ tôi đố ông nào dám vô nhà á, sắp súng bắn liền á. Trời ơi, không trả tiền nhà mà rồi à, nói là trả nhà thế, lại rồi. Là biết, không biết luật rồi. Nói trả tôi nhà lại không rồi trả mà. Nhà luôn á, đố ai dám vô á. Ôi trời. Ừ, nói ngang vậy là vậy là nói ngang rồi cưng. Nói ngang vậy. Ừ. Mình phải biết cái luật. Không, cái đó không phải cái đó không phải là luật mà là nó ngang. Tại vì á nói là nói như vậy, ơ cô ơi trả nhà lại cho cô nè, không ở đây nữa. Ừ. Xong rồi cái mẹ chị nói là ồ vậy con dọn nhà cho cô nha. Đó, ok dọn sạch sẽ. Ủa giờ vô nhà chó ỉa đầy nhà chân dơ giấy. Bây giờ kêu là phải trả tiền lại cho em. Mẹ chị nói là sẽ trả tiền lại cho em. Dọn dẹp sạch sẽ xong trả lại. Mà em bây giờ em ngang em nói là ồ đưa tiền lại hết liền. Thấy không? Đó là rõ ràng là em nói ngang chứ còn gì nữa.